Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel New VN của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật diễn biến của bão tiếp theo. Thì các bạn có thấy đến ngày mai là khoảng 3-4 giờ sáng thì cơn bão sẽ áp sát gần với đất liền. Thì khi áp sát gần đất liền thì cơn bão nó đã giảm cấp đi và nó sẽ trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Mặc dù là nó đang giảm cấp nhưng mà mưa gió vẫn còn rất là nhiều và gây ra trên cái diện rộng. Thì ở đây cơn bão Asani nó sẽ có xu hướng đi vào vùng biển khu vực gần với lại Hồng Kông Trung Quốc và nó sẽ bị triệt tiêu tại khu vực này. Thì tiếp theo là cơn bão sẽ đi vào Quy Nhơn. Hôm qua thì Nha Trang Khánh Hòa thì bây giờ nó đã đổi hướng và vào Quy Nhơn Bình Định. Nhưng mà cái cường độ của nó chỉ còn là một cơn áp thấp vừa phải, nhưng mà vẫn gây mưa gió một số nơi, có thể là có dông. Cho nên là mọi người cần chú ý đề phòng. Thì để theo dõi tiếp cái diễn biến của cơn bão của những ngày tiếp theo, thì các bạn có thể thấy cơn bão Asani này nó đã đi vào đây, vào Hạ Môn, khu vực mé Hạ Môn, và nó đi dọc theo cái bờ biển từ Hạ Môn xuống Hồng Kông, và nó sẽ bị bão hòa và trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Thì với những cái cơn gió này nó đẩy xuống như thế này thì sẽ còn mưa trong những ngày tiếp theo ở khu vực từ miền Trung cho tới Nam Trung Bộ. Thì các bạn có thể thấy ở đây ngay khu vực này, đây có một cơn áp thấp nó đang hình thành ở đây. Theo dự tính dự đoán của cái ứng dụng dự báo bão này thì cơn bão nó sẽ mạnh lên khi đi vào Biển Đông, nhưng mà áp sát gần vào đất liền có thể nó sẽ yếu dần. Các bạn có thể theo dõi. Đây, và cái hướng di chuyển theo cái dự đoán của cái này là từ Nha Trang về Phan Thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đây, nó sẽ vào cái khu vực Cam Ranh và Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận. Thì cái này nó dự báo vậy thôi, chứ mình cũng không biết chính xác là nó sẽ đi đâu. Thì chúng ta sẽ kiểm tra cái tốc độ gió ở đây khi nó quét vào. Thì tốc độ cao nhất thì mình nghĩ là có khoảng 75 km/h đổ lại, cách cái bờ biển khu vực Cam Ranh và Phan Rang Tháp Chàm khoảng tầm 100-200 km gì đó, mình đoán vậy. Thì đến ngày thứ năm, ngày 12 tháng 11 thì cơn bão nó sẽ đổ bộ vào Cam Ranh và Phan Rang thuộc Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Đây là cơn bão có thể là bão số 11 nha. Thì cái cơn bão Asani á, nó đã bị tan vỡ. Thì nếu mà tính theo số bão, trừ khi nào bão nó đi vào một cái nước nào đó liên tục, tính theo cái thứ tự của cơn bão sẽ được tính lên. Thì cái cơn bão này nè, Asani nó đi vào đây rồi. Cơn bão này nó sẽ đi vào Cam Ranh. Đó là đi vào nước ta thì sẽ được tính là cơn bão số 11. Và đây chúng ta cũng có thể theo dõi một cái cơn bão ở đây gần ngay khu vực Philippines luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục xem diễn biến. Thì đến ngày, cũng là trong ngày thứ năm luôn, khi cơn bão nó đã vào Việt Nam rồi, thì cơn bão số 12 nó sẽ đi qua cái vùng đảo của Philippines và nó tiến vào Biển Đông. Đến ngày thứ sáu, 13 tháng 11 năm 2020 thì cái cơn áp thấp nhiệt đới này nó đã sắp hình thành một cái cơn bão rồi. Và đây, nếu mà nó đi vào đất nước của chúng ta thêm một lần nữa thì có thể gọi cái này là cơn bão số 12. Còn nó đi chỗ khác thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái mức độ gió trung bình ở đây. Cũng không quá mạnh, thì cũng khoảng tầm 75 km/h đổ lại. Đó. Thì cái này là nó mới chỉ bắt đầu hình thành thôi nha. Thì theo cái dự đoán này, nó vừa ra khỏi Philippines là nó sẽ có cái trạng thái thời tiết như thế này. Thì chúng ta sẽ cập nhật tin tức bão
cho những ngày tiếp theo. Cơn gió nào mà gặp cái nhiệt độ nó sẽ tạo thành một cái vòng áp thấp, giống như là những cái vòng tròn đồng tâm vậy đó các bạn, giống như cái chỗ này nè, khu vực nhỏ này nè. Đó. Thì cái ở những khu vực này thì nó có thể đi theo hướng này. Còn ở đây thì mình mới đáng ngại, hoặc ở đây thì còn đáng ngại. Đó, có thể là sẽ có thêm hai cơn bão nó đi vào Biển Đông. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những thông tin nóng hổi trên thế giới cũng như là trong nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.